Mình đến từ cộng đồng TNDD, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án hydro, các dự án robotics, các dự án AI đến từ nhiều nền tảng, vì tính chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về dự án DotaCase. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản Twitter Google. Mình sẽ mở trước là link Twitter ra. Chúng ta sẽ có một cái phần captcha, ở đây chúng ta sẽ có phần hát captcha để chúng ta hoàn thành. Nó hỏi là mô tô 3 thì mình sẽ chọn tất cả những hình nào có cái xe máy nhé. Rồi tiếp theo chúng ta đến một line. Chúng ta thêm thẻ test phần nữa nhé. Đây, copy cái thẻ test của nó này. Có con nhỉ. Rồi. Chọn Clotis này. Đánh dấu cách xuống dòng. Test người dùng này. Clotis nhé. Nếu các bạn để ý thấy ấy, dưới username của dưới những bài đăng có những cái ưu điểm của người khác, xóa còng người ta tạo từ một nít cho mình cũng được, rất là dễ nè. Ta nút con tin. Tiếp theo là vụ visit Facebook, chúng ta mở ra. Ta theo dõi này, sau đó chúng ta xác nhận này. Con tin này. Mở các kênh Telegram, chúng ta có kênh group Telegram này. Rồi tiếp theo này, kênh nữa này. Kênh channel này. Rồi chúng ta sẽ điền ưu điểm của chúng ta nhé. Join cái Discord, chúng ta mở tiếp cái Discord ra để chúng ta join này. Đây, chúng ta mở Discord ra để join nhé. Trong lúc chúng ta chờ đợi nhiệm vụ Discord hoàn thành thì mình sẽ chuyển đến cái phần ví. Ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ với tab soạn qua chuyển cập paste vào. Ấn con tin. Đảm bảo set in vào. Quan trọng một chút vì hôm nay điều chuyển quốc tế hơi yếu. Mình sẽ tạm xác nhận nhiệm vụ bên này nhé, chắc là được đúng không ạ? Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án DotaCase. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.